지우. 내가 너희 둘 사이를 오해하게 만들었구나. Trong đoạn phim này chúng ta bắt gặp biểu hiện 네가 너희 둘 사이를 오해하게 만들었구나. À, 네가 cũng là ngôi thứ nhất, là tôi, tớ, mình. 너희 là các bạn, các cậu. 둘 là hai người. 사이 là mối quan hệ, khoảng cách. Và 오해하다 tức là hiểu lầm. Khi mà động từ cộng với 게 말 들다, làm cho, khiến cho cái gì đó. Ví dụ như là 무안하다 hôm trước mình học là mất mặt phải không nào? Vậy thì làm cho mất mặt sẽ là 무안하게 만들어 말 들다 hoặc là 오해하다 hiểu lầm làm cho hiểu lầm 오해하게 말 들다 và ngữ pháp 구나 구나 à thì ra là như thế đấy ví dụ như là 정희가 예쁘다 à 정희가 xinh 정희가 예쁘구나 à thì ra là 정희가 xinh đấy hoặc là mình có câu 민석이가 똑똑하다 à 민석 thì rất là thông minh 민석이가 똑똑하구나 à thì ra là 민석 thông minh đấy누가 보면 둘이 사귀는 지 오해할 거 아니야. 이거 너랑 나랑 하는 첫 번째 커플템이야. 예쁘지? 오해? 응. 다른 애들이 너랑 준호 사이. 오해하면 곤란하잖아. 안 그래? 준호야, 여기. 야, 박지우. 내가 너희 둘 사이를 오해하게 만들었구나. 내가 너희 둘 사이를 오해하게 만들었구나. 자, 여기. 야, 야 이순정! 순정아! 순정아! 1학년 부장. 면접이 장난 아니야? 언제부터 실기 테스트가 사람 고백장이 됐어? 정신 차리자. 자리 내려놓고 싶지 않으면. 아씨.